Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 20 Tây tháng 1 năm 2023. Cũng là ngày 29 Tết. Trước khi vào chương trình, Việt Linh xin kính chúc tất cả quý vị thính giả gần xa một năm Quý Mão 2023 được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả hai bài bình luận. Chúng ta bước ngay vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay với nhan đề Tội ác và không trừng phạt. Một cuộc đảo chính mới chắc chắn sẽ thành công. Kính thưa quý vị, âm mưu đảo chính của Donald Trump vào ngày 6 Tây tháng 1 năm 2021 và cuộc tấn công khủng bố vào điện Capitol của Hoa Kỳ bởi những người theo dõi ông ta là một trong những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đồng thời cũng là một trong những tội ác được điều tra kỹ lưỡng và lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thế giới đã biết rằng âm mưu đảo chính ngày 6 Tây tháng 1 có quy mô và phạm vi rộng lớn, liên quan đến quốc hội, liên quan đến hệ thống tòa án, lực lượng an ninh quốc gia, lực lượng dân quân và bán quân sự cánh hữu, nhóm chuyên gia cố vấn bảo thủ, những người vận động hành lang và các nhà tài trợ, cũng như các phương tiện truyền thông, tin tức cánh hữu. Nói chung là cuộc đảo chính hụt có sự tham gia của khá nhiều thành phần khác nhau. Và cá nhân của Donald Trump, ông ta là trung tâm của âm mưu đảo chính này. Ông ta không phải là một người ngoài cuộc hay là người không biết gì về những sự kiện thảm khốc của ngày hôm đó. Sau một biến động chính trị đáng xấu hổ cho đất nước Hoa Kỳ, đến nay đã 2 năm trôi qua, chắc chắn là Donald Trump sẽ không phải vào tù. Và các đảng viên Cộng Hòa là những tay chân vòng trong của Trump vẫn đang an toàn trên xa lộ. Cũng như các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa có dây mơ rễ má với vụ đảo chính hụt của Trump vẫn không hề hấn gì. Họ vẫn tiếp tục tranh cử và thắng cử. Hầu hết những người họ đều không phải đối mặt với bất cứ hậu quả nào. Vậy thì tại sao họ có thể không làm một lần thứ hai? Chắc chắn rồi quý vị, xác suất thành công cho lần tới sẽ cao hơn nhiều khi mà mọi việc được chuẩn bị chu đáo hơn. Và nhất là tên đầu sỏ có được sự hậu thuẫn vô điều kiện của một Hạ viện Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, âm mưu đảo chính của đảng Cộng Hòa và Trump là dựa vào các đặc vụ cấp tiểu bang tìm cách phá hoại nền dân chủ Mỹ, lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 để trao quyền lực cho Trump tiếp tục thông qua sự kết hợp của các tuyên bố sai sự thật, đe dọa bạo lực, vô hiệu hóa cử tri và tấn công có tính toán vào những điểm yếu trong cơ chế bầu cử của nước Mỹ. Bạo lực là trung tâm của âm mưu đảo chính, và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời về âm mưu đảo chính của nhóm Donald Trump. Thưa quý vị, vai trò của cơ quan mật vụ là gì? Và các đặc vụ của cơ quan này đã thỏa hiệp hoặc là dính líu đến Trump và đảng Cộng Hòa đến mức độ nào? Ai đã đặt những quả bom nhắm vào trụ sở quốc gia của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cũng như phó tổng thống đắc cử Kamala Harris? Ai đã ra lệnh ngăn cảnh sát thủ đô và lực lượng vệ binh quốc gia đến bảo vệ điện Capitol? Nhà lý thuyết âm mưu và người ủng hộ đảo chính Ginny Thomas có bao nhiêu ảnh hưởng để kiểm soát chồng của mình và các thẩm phán khác trong tòa án tối cao? Donald Trump, ông ta đã tiến gần đến việc viện dẫn đạo luật nổi dậy và cố gắng tuyên bố thiết quân lực để duy trì quyền lực như thế nào? Cho đến thời điểm này, thì chỉ có khoảng chừng
1000 những con chốt thí MAGA của Trump và những kẻ nổi dậy khác đã bị Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật buộc tội liên quan đến ngày 6 tháng 1. Điều này bao gồm các lực lượng bán quân sự cánh hữu và những tên côn đồ đường phố từ Oath Keepers, Proud Boys. Nhưng mà hầu hết những người này đều là những con chốt thí thôi quý vị, không hơn không kém. Donald Trump tất nhiên là chưa bao giờ bị buộc tội với bất kỳ tội danh nào. Ông ta vẫn đang đưa ra những lời đe dọa công khai về một cuộc nổi dậy bạo lực có thể xảy ra và yêu cầu ông Joe Biden nên bị cách chức. Donald Trump đã tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống vào ngày 15 tây tháng 11 năm 2022. Đây chính là một quyết định nghiêm túc, như thể ông ta chưa hề dính vào bất cứ hành vi âm mưu phản loạn nào hay là đảo chính nào trước đây cả. Và xác suất Trump sẽ một lần nữa có thể trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa là khá cao. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là trong tay của Trump đã có một đội quân đặc biệt gồm các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Đặc biệt hơn nữa là còn có một nhóm nhỏ được mệnh danh là nhóm Taliban 20, do những người theo chủ nghĩa nổi dậy ngày 6 tháng 1 và những người trung thành với Trump đang thống trị. Cả hai nhóm Cộng Hòa này hiện nay họ đang kiểm soát Hạ viện. Như vậy tôi có nói ngoa hay không quý vị? Nếu tôi nói rằng Donald Trump, ông ta mới thực sự là người lãnh đạo Hạ viện và kiêm luôn cả chức vụ lãnh đạo đảng Cộng Hòa. Nói một cách khác, rằng cuộc khủng hoảng dân chủ của Mỹ vẫn đang tiếp tục và không hề suy giảm từ 6 năm qua. Những kẻ phát xít của đảng Cộng Hòa đang phá hủy hệ thống dân chủ từ bên trong. Tên nịnh thần tà lọt của Donald Trump trong Hạ viện, Kevin McCarthy, và nhóm Taliban 20, họ sẽ làm mọi thứ có thể để phá hoại tất cả các cuộc điều tra về tội ác của ngày 6 tháng 1 và họ sẽ rửa sạch tội cho Donald Trump. Và tệ hơn nữa là các đảng viên Cộng Hòa trong Quốc hội, họ sẽ làm bằng mọi cách với quyền lực trong tay họ để loại bỏ bất kỳ sơ suất hoặc là rào cản nào khác có thể hạn chế những hành vi tham nhũng của họ và chống lại các nỗ lực nhằm chấm dứt nền dân chủ Mỹ. Họ sẽ tiến hành các cuộc điều tra về những lạm dụng không tồn tại trong chính phủ liên bang, bao gồm cả Bộ Tư pháp và FBI, bởi vì những thể chế cơ quan này đã dám điều tra âm mưu phạm tội trắng trợn của Donald Trump và các đồng minh của ông ta. Nói tóm lại, Kevin McCarthy và những người theo chủ nghĩa nổi dậy khác của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là đội quân xung kích cánh hữu được gọi danh là Freedom Caucus hay là Taliban 20, đang lên kế hoạch để biến những tội ác chống lại nền dân chủ của Donald Trump và các đồng minh của ông ta cũng như những người ủng hộ ông ta trở nên bình thường, hợp pháp và chấp nhận được. Thưa quý thính giả, các ủy ban quan trọng hiện nay trong Hạ viện như Ủy ban Giám sát, Ủy ban An ninh Nội địa, Ủy ban Tư pháp đều đang nằm dưới quyền của những thành viên cực đoan nhất trong Quốc hội. Họ là những người đã kích động đám đông xông vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Họ là những người ra tay nhiều nhất trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Họ là những người thúc đẩy âm mưu từ chối bầu cử. Họ là những người thách thức trác đòi hầu tòa và chủ trương phá hoại nền dân chủ. Những gì họ đã, đang và sẽ làm đã cho thấy rằng họ sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào để bảo đảm có thêm được quyền lực cho chính họ và cho nhà lãnh đạo của họ, Donald Trump. Những gì mà tôi đã nói chuyện với quý vị thính giả bao lâu nay về những vấn đề được xem là những điều xấu xí nhất trong chính trường Mỹ mà vẫn có một số thính giả cho tôi là quá bi quan, thì giờ đây quý vị đang và sẽ thấy những điều tôi dự đoán
nói về những kẻ xấu xí này nó đã dần trở thành hiện thực. Thưa quý vị, nữ dân biểu cực đoan số 1 tại Hạ viện, bà Marjorie Taylor Greene, chuẩn bị tham gia Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện. Một chỗ ngồi quan trọng được trao cho một người từng là người gieo rắc vô số âm mưu chống chính phủ, là người ủng hộ bạo lực, là người thích miệt thị và tấn công đả kích người khác, thì giờ đây được ngồi trong một ủy ban để đưa ra những quyết định về quốc phòng của nước Mỹ. Một việc khó tin nhưng mà lại có thật tại nước Mỹ. Tưởng đâu là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra ở trong các quốc gia dân chủ khác trên thế giới, mà chỉ có xảy ra ở nước Mỹ. Giờ đây bà Taylor Greene sẽ có quyền truy cập vào những thông tin được phân loại nhạy cảm về an ninh và quốc phòng của nước Mỹ. Nói chung, những kẻ phát xít của Đảng Cộng Hòa và các đồng minh của chúng không hề nao núng trong các cuộc tấn công vào nền dân chủ. Và Donald Trump, ông ta đã không bị bắt, không bị xét xử hay là bị kết án vì nhiều tội rõ ràng của ông ta. Mặc dù gần đây Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để dẫn đầu cuộc điều tra về Trump. Nhưng, thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã cho chúng ta thấy là không có khuynh hướng nào tiến tới việc bắt giữ hay là truy tố Donald Trump. Và đặc biệt, các đồng minh của Trump trong quốc hội, từ Hạ viện lên đến Thượng viện, cũng không hề phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về những hành vi sai trái của họ đã góp phần dẫn đến ngày bạo loạn 6 tây tháng 1. Cho nên bây giờ họ tự tin hơn, họ mạnh hơn so với trước sự kiện ngày 6 tháng 1 hai năm trước. Nhiều người có nhận định khách quan, cho rằng với cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ viện dưới thời quốc hội nhiệm kỳ 117 của bà Nancy Pelosi, thì đối với việc truy tố hàng trăm con chốt thí theo ủng hộ Trump là đủ để ngăn chặn một âm mưu đảo chính tiếp theo. Nhưng mà nhận định khách quan đó rõ ràng là không chính xác, thưa quý vị. Bởi vì chưa có hình phạt nghiêm khắc nào đối với những kẻ cầm đầu, lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Cho nên những kẻ phát xít của Đảng Cộng Hòa chắc chắn là họ sẽ thực hiện một cuộc đảo chính khác. Và lần tới chắc chắn họ sẽ thành công, bởi vì họ có nhiều hậu thuẫn hơn từ bên trong quốc hội. Và lần tới nếu nó xảy ra thì âm mưu sẽ chặt chẽ hơn, hành động cẩn trọng hơn, hậu cần được chuẩn bị tốt hơn, đạo diễn lên kế hoạch chu đáo hơn và chắc chắn thành công. Đảng Cộng Hòa ngày nay là một tổ chức phát xít và tham nhũng. Họ không phải là đối tác hợp pháp trong một tiến trình chính trị. Họ chỉ quan tâm đến việc đạt được quyền lực và mở rộng nó. Họ coi thường nền dân chủ, pháp quyền và phúc lợi chung của người dân Mỹ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, nếu Donald Trump và những kẻ âm mưu đảo chính cấp cao khác không bị trừng phạt, thì ngày 6 tháng 1 năm 2021 chỉ được xem là một bản xem trước về tương lai của nước Mỹ. Những kẻ xấu xí này chắc chắn sẽ tái diễn một âm mưu đảo chính mới với xác suất thành công cao hơn. Nước Mỹ khi đó sẽ không còn là một nền dân chủ thực sự nữa. Lúc đó các tầng lớp tinh hoa chính trị và truyền thông và nhiều quý vị thính giả luôn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan, chắc chắn khi đó sẽ đưa ra một câu hỏi: làm sao điều này có thể xảy ra được? Nhưng thưa quý vị, điều tệ hại và xấu xí đó vẫn có thể ngăn chặn được. Chỉ có điều thời gian thì đang ngày càng ngắn hơn và khó khăn hơn nhiều để ngăn chặn chúng xảy ra. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai, kính thưa quý vị, với nhan đề là Carrie Lake có thể là cơn ác mộng đối với Kirsten Sinema.
Kính thưa quý vị, bà Carrie Lake, đệ tử chân truyền của Donald Trump, đã thất bại trong cuộc đua giành chức thống đốc tiểu bang Arizona trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Dù vậy thì bà Carrie Lake của đảng Cộng Hòa đã có cơ hội để vươn lên một vị trí một ngôi sao MAGA. Và qua các cuộc thăm dò mới đây thì cho thấy là bà Carrie Lake có cơ hội tốt để đánh bại thượng nghị sĩ độc lập Kirsten Sinema vào năm 2024 nếu bà quyết định bước lên võ đài. Bà Kirsten Sinema từ lâu đã là một cái gai đối với đảng Dân Chủ trên Thượng viện, và quyết định rời đảng và trở thành một đảng viên độc lập của bà ta vào cuối năm 2022 đã gây chấn động quốc hội và đặt ra câu hỏi về tương lai chính trị của bà sẽ như thế nào nếu mà bà muốn tiếp tục giữ ghế của mình. Theo các báo cáo gần đây thì sự không chắc chắn đó nó có thể trở nên mơ hồ bởi một thách thức từ Carrie Lake, người đang cân nhắc việc tranh cử vào Thượng viện. Mặc dù quyết định chuyển đảng của bà Kirsten Sinema dường như giúp ích cho bà ta đối với các cử tri thuộc đảng Cộng Hòa và cử tri trung lập của tiểu bang Arizona, nhưng mà theo một cuộc khảo sát từ Morning Consult thì Sinema tiếp tục bị xếp hạng là một trong số những thượng nghị sĩ không được lòng dân nhất trên toàn quốc. Trước khi mà bà ấy chuyển sang làm việc độc lập thì chỉ có 29% cử tri độc lập và 38% đảng viên Cộng Hòa tán thành hiệu quả công việc của bà ta. Nhưng sau khi chuyển đổi và trở thành một thượng nghị sĩ độc lập thì sự chấp thuận của bà đã tăng lên 13% trong số những người độc lập và 5% trong số những người theo đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, xếp hạng chấp thuận của bà đã giảm 12% trong số các đảng viên đảng Dân Chủ. Và nhìn chung thì 50% người dân tiểu bang Arizona không tán thành thượng nghị sĩ Kirsten Sinema. Chiến lược gia chính trị Matt Klink nói rằng quyết định chuyển sang hoạt động độc lập của bà Kirsten Sinema đã ngăn chặn khả năng bị một ứng cử viên đảng Dân Chủ truyền thống hơn như dân biểu Ruben Gallego có thể lật đổ bà ta trong cuộc bầu cử sơ bộ. Và bà Sinema tin rằng bà ta có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024 bằng cách rời khỏi đảng Dân Chủ và trở thành độc lập theo cách này. Nhưng mà có lẽ chính Sinema cũng không ngờ tình huống có thể phải đối đầu với một đảng viên Cộng Hòa, một ngôi sao MAGA có thể phá tan giấc mơ của Sinema. Carrie Lake về nhiều cách có thể là người có khả năng sẽ lấy đi những lá phiếu mà Sinema có thể được hưởng từ những cử tri Cộng Hòa và trung lập ở Arizona. Mặc dù Carrie Lake là một nhân vật phân cực và bảo thủ cực đoan, nhưng mà bà ta được sự ủng hộ của Trump. Bà ta đã chứng tỏ là một nhà vận động lão luyện trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ vừa qua. Chiến lược gia đảng Dân Chủ Michael Gordon thì nói rằng quyết định rời bỏ đảng Dân Chủ của Sinema có thể khiến con đường tái đắc cử của bà ấy khó khăn hơn, vì bà ấy sẽ cần một số phiếu bầu nhất định của đảng Cộng Hòa để chiến thắng. Hay nói chính xác hơn là Sinema sẽ cần giành đủ số phiếu bầu từ các đảng viên đảng Dân Chủ bảo thủ và đảng viên Cộng Hòa truyền thống để tái đắc cử. Còn với khả năng chiến thắng ở Thượng viện cho Carrie Lake thì chắc chắn đảng Dân Chủ bắt buộc phải từ bỏ Sinema và dồn toàn sức lực và tài chính cho Ruben Gallego. Chiến lược gia chính trị Michael Hopkins đã nói rằng với nguồn lực mà đảng Dân Chủ từng dành cho Sinema thì chiến dịch tranh cử của Gallego có thể khởi sắc và mai ra thành công, và cuối cùng thì Sinema sẽ trở thành một dân homeless chính trị đúng nghĩa. Càng nhiều cử tri biết về sự phục vụ dũng cảm cho đất nước và quyết tâm của dân biểu Gallego đối với nền Dân Chủ thì sự ủng hộ của ông ấy sẽ càng rộng khắp trên toàn tiểu bang
Arizona. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, tiểu bang Arizona với lịch sử lâu đời là một tiểu bang dao động. Một lần nữa thì tiểu bang Arizona sẽ sẵn sàng trở thành một trong những cuộc đua vào thượng viện nóng bỏng nhất năm 2024. Một cuộc chạy đua tay ba có thể xảy ra với Kyrsten Sinema, Carrie Lake và Ruben Gallego sẽ thực sự xáo trộn các tính toán chính trị của giới tinh hoa chính trị ở Washington và có khả năng ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona sẽ lọt vào tay một đảng viên Cộng hòa. Nếu bà Carrie Lake xuất hiện, thì sự nghiệp chính trị và tất cả hy vọng của Kyrsten Sinema có thể sẽ tiêu tan. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả. Và trước khi rời làn sóng, nhân dịp ngày 29 Tết, Việt Linh một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị được luôn an khang thịnh vượng trong năm mới. Và ngày Chủ nhật, tức ngày mùng 1 Tết, Việt Linh sẽ trở lại và với một chương trình tin tức thường lệ và một bài đọc truyện. Bởi vì nói thật với quý vị thính giả, nơi Việt Linh ở thì không có người Việt. Cả khu vực này chỉ có một gia đình Việt Linh là người châu Á và cũng chỉ có hai vợ chồng, thành ra cũng không có Tết nhất gì, cũng không có cúng kiến thì chút chút, nhưng mà cũng không có bánh trái, bông hoa, pháo hay làm có gì hết. Thành ra vẫn sẽ tiếp tục làm việc và đem đến những bản tin cho quý vị thính giả trong ngày mùng 1 Tết. Vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày Chủ nhật mùng 1 Tết. Xin kính chào.